Thái Nguyên chào anh nhé. Rồi trước tiên anh gửi lời chào tới cho tất cả khán giả đang xem chương trình của Thái Nguyên và Điều anh ha. Tôi thì tên Đỗ Văn Hạnh ở An Giang. Anh Đỗ Văn Hạnh ạ. Đỗ Văn Hạnh ở An Giang, huyện Sơn. Lên đây cũng gặp anh rung quá hả? Rung anh, hồi hộp không? Dạ. Cố lên anh, mạnh lên. Mạnh lên. Dạ. Ngày hôm nay là mình đến từ An Giang đúng không ạ? Xuất phát đi về Cần Thơ là lúc mấy giờ anh ạ? Lúc 7 giờ mấy đó, 7 giờ 10 gì đó. Lên đây là cũng nãy là gần 9 giờ mấy. Dạ, vậy là hôm nay anh đi với anh Nam đấy ha. Đi cho biết anh Nam. Dạ, dạ. Rồi, anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Họ tên, tuổi cũng như là công việc ạ. Tên thì Đỗ Văn Hạnh á. Mày quê quán ở An Giang, huyện Thoại Sơn. Thì hồi đó thì cũng đi bằng hồ, phụ hồ bằng hồ á. Từ đó tới nay luôn. Bằng hồ, đi bằng hồ á. Dạ, dạ. Thì không bằng, ví dụ như mình nghĩ thì mình chạy xe kiếm tiền. Chạy xe là chạy xe gì anh? Chạy xe ôm á. Chạy xe ôm ha. Rồi đã có lần nào được cô nào ôm chưa? Cũng có gian dở. Gian dở 7 năm nay là coi như là hồi đó năm 42 tuổi thì cũng gặp cô nàng rồi ở rồi đâu được 7 năm. Rồi mới chia tay hôm nay là 4 năm mà. Dạ. Thế rồi anh Hạnh là có tất cả là mấy người con? Có thằng trai à. Lúc mà chia tay với mẹ nó là mới có 2 tuổi à. Vậy mới có 2 tuổi rồi. Vậy là anh lập gia đình cũng trễ vậy à? Lập gia đình năm 42 tuổi á. Rồi 42 tuổi mới lập gia đình. Dạ. Anh Hạnh là anh nói sinh năm 1972 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 1972 là vậy là năm nay là 50, 51 rồi. 51 rồi. Dạ. Vâng, lập gia đình cũng trễ ha. Trong khoảng thời gian anh chia tay vợ đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa? Chưa. Chưa có duyên với ai hết trơn á. Rồi bạn rủ lên đây đi chơi rồi đi luôn. Chứ thật sự thì cũng chưa có chưa có để ý ai chơi. Lo lầm lỗ đi mạng không. Vậy là hôm nay anh đến chương trình của em là anh Nam rủ anh đi. Rủ đi chơi. Nhưng mà trước đó anh đã biết đến chương trình của Thành Nguyên chưa? Chưa biết đâu. Chắc chưa biết luôn. Em nói anh. Vậy là anh Nam rủ anh đi. Đến đây rồi có hối hận không? Hối gì đâu. Lên đây vui cái nhà mừng em hả? Bởi vì em sợ là anh Nam anh xui giải anh đi. Lên đây cái nhà mừng em hả luôn. Tao muốn ở vậy mà mày cứ xúi tao lên lên mời hỏi. Đấy nó cũng buồn quá. Cũng buồn ha. Dạ. Đúng rồi, mình từng tối này phải có người bầu bạn, chia sớt với nhau những cái có qua có lợi rồi phải không? Dạ. Chứ bây giờ mình sống mà anh thì nó cũng không biết làm sao. Bây giờ người ta cũng có chồng có vợ hạnh phúc quá, mình sao thấy nó buồn bã. Dạ. Cái số mình sao đâu. Cái công việc làm hồ của anh Hạnh thì nó có ổn định không anh? Thì cũng bằng anh em bạn thì nạo ngay thì kêu thì đi làm, không nhiều khi sớm ghiền quen biết mình đó. Khi mình làm cái này kia rồi mình lãnh làm luôn. Lãnh làm luôn, lãnh làm thì mướn anh em lại rồi bắt đầu thì cũng dư chút đỉnh, con mặn thì cũng thấy dư rồi. Đó vợ sống nghề hộ, đi bằng hộ quanh năm. Cái thu nhập bình quân như nào anh chia sẻ cho Thành Nguyên nghe với nè. Thì ví dụ như mặn thì nó cái nghề hộ này á thì cũng thợ thì đi mặn cho người ta thì cũng ngày được 300 mấy, 400 vậy đó. Rồi ví dụ mình lãnh thì có cũng trên đó nữa. Mình lãnh thì cái giá tiền nó còn cao hơn nữa. Có gì anh Hạnh ngồi thẳng thẳng người lên cho em tí nha. Đúng đấy. Đó, ngồi như vậy cái khung hình nó đẹp hơn. Ngày hôm nay thì anh Hạnh mong muốn bày tỏ đến ý trung nhân của mình như nào, anh cho Thành Nguyên hay nào. Bây giờ Hạnh bên đây thì chú thì với gặp anh quên hết. Là anh có ưng một cô nào trên kênh của Thành Nguyên không, hay là ngày hôm nay đến bày tỏ bản thân? Bày tỏ bản thân. Bày tỏ bản thân chưa, ha. Chưa có để ý ai cho nên. Các cô sau này đến với anh thì anh mong muốn độ tuổi như nào? Độ tuổi các cô thì anh mong muốn thì cũng một là ngang ngang rồi mới thấp xuống chút, đừng có cao được rồi. Cũng như là nhỏ hơn, ví dụ như 2 tuổi, 3 tuổi cũng được.
thì nhiều khi vợ thì lúc nào phải nhỏ hơn chồng một hai tuổi vậy thôi, còn lẽ đừng cho lớn hơn thì nó hơi ngại sớm về người ta ly luận rồi đó. Giờ mình thôi vợ rồi, mình chưa có một cái tình thương nào mà ví dụ như mình gặp vợ lớn thì con vợ mình sau này nó gặp mình nó cười thôi. Tại sao đó ông ương đương tôi thì sao mà tôi nhỏ tuổi hơn ông, rồi giờ ông thương với người khác thì sao lớn tuổi cũng cười mình đi thôi chứ có gì đâu. Cũng không có cười gì, không quan trọng gì, ăn thua mình thương nhau là được rồi. Thế rồi như vậy là cái tuổi là phải bằng anh trở xuống à hay sao? Bằng trở xuống thôi. Còn lớn hơn thì anh cũng không có muốn đúng không? Thế rồi về ngoại hình, về công việc, về điều kiện người đó thì sao? Công việc đi mặn hay sao? Công việc cái điều kiện người đó anh có mong muốn gì về các cô không? Thì ví dụ như có công chuyện, ví dụ như đi mặn buôn bán gì cũng được. Tôi thất nghiệp thì tôi nhà tôi lo. Còn ví dụ như tôi có mặn thì bả nhà thì bả lo giữ cơm nước. Chỉ thôi có hai vợ chồng chứ có ai đâu. Cuộc sống của anh thì hiện tại là anh đang ở một mình à hay là anh đúng một ở... mình à, nhưng mà nào nay thì cũng có hồi đó thì 6 anh em mất hết 3 người rồi, còn có 3 anh em mà nhưng mà tôi lớn đại diện gia đình. Vâng. Rồi bây giờ 2 anh em thì nó mặn ở thành phố một năm giờ nó mới về một lần. Đó thì tôi nhà quản lý thờ phượng ông bà vậy đó. Rồi ở trong nhà có mợ nè, đi mặn cũng rảnh người cái về rồi thôi chứ. Sau này mà kết nối thành công thì anh tính sẽ trước các cô về chứ hay sao? Thì ăn thua mình biết sao giờ, ví dụ như mà cũng có điều kiện cho mình để mình có công việc làm thì mình cũng vẫn đi theo, và không mấy thì về nhà mình cũng được. Điều kiện bên nào tốt thì mình sẽ về bên đó đúng không? Ăn thua có công việc mà ăn chữ sống để sống cuộc sống hai người thôi. Dạ. Anh chia sẻ thêm cho em nè, bình thường trong cuộc sống anh thì anh có hay rượu chè cờ bạc cá độ này kia không? Không, một cái đó nào nghe thì hồi lúc 25, 26 tôi có đi nhậu thiệt. Nhưng mà từ lúc có vợ gặp vợ bốn mấy tuổi là bỏ luôn. Đâu có nhậu gì nữa. Dạ hả? Không có nhậu. Chừa ra đi đám cưới, đám tiệc rồi uống lon hay lon bia cái gì rồi đó. Dạ. Cờ bạc cá độ có chơi không anh? Không. Không luôn? Không. Dạ. Chủ yếu là qua uống cà phê, pháo rồi đầu cái chia sẻ anh em nói chuyện, bạn trai nhau rồi nói chuyện rồi cái hết về lát thì về ngủ mà. Chứ không có vụ mà số bọng gì chứ. Rồi ok, thì Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để cho các cô nắm được cái tính cách cũng như là tình trạng hôn nhân, được công việc của anh nó như nào. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Để cô nào mà thấy anh Đỗ Văn Hạnh mà thấy phù hợp đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên thì Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Trường hợp như mà các cô ở những cái vùng xa xa như ngoài miền Trung, miền Bắc hay những vùng xa hơn nữa bày tỏ với anh thì anh có chịu không? Cũng ăn thua hợp lý nhau chứ biết sao vậy. Ăn thua là một hai thì có về trong ngày, còn một thì nếu xa quá thì tôi phải về trong ngày. Về quê tôi. Chứ bây giờ tôi đâu có về ngoài được, thờ phượng ông bà thì đâu có để bỏ trống được. Đúng rồi, anh đang thờ phụ ông bà thì có nước là các cô về với anh thôi đúng không? Còn ví dụ như gần thì qua lại, qua tới qua luôn mình cũng đốt nhang thờ phượng. Bên vợ cũng qua, mình về bên mình cũng về. Bây giờ chủ yếu nhà mình giờ cổ mên mình chứ không lẽ giờ đóng cửa luôn thì sao được. Nó ông bà thờ phượng ông bà không rồi mình bỏ quan thì sớm gì nó quả. Khổ dữ lắm. Rồi ok, thì ngày hôm nay đó thì anh Đỗ Văn Hạnh đến từ An Giang nghe lời xúi của anh Nam rủ anh đến đây. Hy vọng rằng là sau ngày phỏng vấn ngày hôm nay đó thì mình sẽ nắm được bàn tay của ai đó ha. Mà không có nắm được bàn tay của ai đó đi chăng nữa thì cũng đừng có giận anh Nam nha. Em dặn trước nha, không về hai anh em oánh lộn nhau. Bởi vì đến đây thì Thành Nguyên cũng nói luôn là không phải là mình cứ đi là mình chắc chắn sẽ kiếm được. Anh hiểu không ạ? Ngoài cái duyên ra thì mình còn cái nợ nữa. Phải đủ duyên đủ nợ nữa thì lúc đó nó mới thành công được. Rồi không biết là có những cái tâm tư, cái nguyện vọng gì đó Thành Nguyên chưa hỏi mà anh Hành muốn chia sẻ thêm. Mà anh Thành muốn chia sẻ thêm thì anh chia sẻ thêm cho Thành Nguyên nghe nè. Chia sẻ gì vậy? Thì lên thì mình cũng muốn hàm được gia đình vậy đó. Rồi bây giờ mình cũng chưa có mảnh giác nào hết trơn. Mình lên đây thì có anh cũng giúp đỡ cho, có người nào thì giúp đỡ cho em thì cũng được. Dạ, chắc cũng đầy đủ rồi anh ha.
Thật ra thì Thái Nguyên cũng chỉ hỏi những cái ý chính thôi. Còn sau này mà mình kết nối với ai đó thì mình sẽ trò chuyện để mình hiểu rõ hơn. Vì mười mấy 20 phút trên kênh của Thái Nguyên để mà hiểu rõ một ai đó thì chắc chắn là không rồi. Mình chỉ nói lên những ý chính thôi. Rồi ok anh Hạnh, thì sau ngày hôm nay việc của anh là cứ chờ thông tin, rồi có gì thì Thái Nguyên sẽ thông tin cho anh hay sau. Cuối chương trình thì anh Hạnh có cái điều gì đó muốn nhắn gửi tới cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thái Nguyên vài điều nào? Chưa. Không muốn nhắn gửi gì với các cô không? Biết gửi hay sao? Thì nói cái điều gì đó cho các cô yên lòng vào anh. Nói em ơi, nếu như mà em thấy anh dễ thương, dễ mến mà thấy phù hợp thì đến với anh. Anh hứa anh sẽ lo cho em, anh sẽ không có phủ em, không có oánh em, không có gì gì đó. Đại khái vậy. Nói không được. Nói không được hả? Hồi hộp quá nói không được hay sao? Bình thường thì nói được, không biết là sao mà nói không được. Mình đâu có ai đâu, có em với anh nhé, có ai đâu. Sau này mới nhiều, chứ hôm nay không có ai. Rồi, ok anh. Rồi. Thì tinh thần cứ vậy đi, rồi có gì thì mình sẽ thông tin anh hay sau ha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những gì anh Hạnh chia sẻ thì quý vị cũng đã nghe, và những gì cần hỏi Thái Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ Thái Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nha quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành với thân của Thái Nguyên. Rồi em cũng chúc cho anh Hạnh thật là nhiều sức khỏe và thành công, cũng như là sớm ý đúng như mình hồi đáp lại sớm nhanh ha. Rồi chúc cho anh trên đường về và sự bình an nha.